Rồi như đã hứa thì hôm nay Motorcycle TV tiếp tục cái phần mà ráp cái động cơ quay rim được độ lên. Thì mình trước khi ráp thì mình cũng nói sơ về cái phần trước là phần 1 và phần 2, mình có phân tích cái khác với giống nhau của động cơ độ đó. Thì thiệt ra mình cũng không có làm xe độ đâu, nhưng mà nhiều cái comment anh em hỏi đó, cho nên là lần này mình thử mình ráp cái máy độ để anh em cảm nhận. Thì đây là cái tay gen 110 gen đen của hãng độ ATE ha. Đây là cái gen của ATE nha anh em. Rồi đầu tiên thì mình sẽ bỏ cái gen này vô đây đi, rồi mình nói thì theo cái lốc cũ, cái bơm nhớt á là nó nằm ở phía bên cái nhông bơm nhớt á là nó sẽ nằm ở bên cái cạnh này ha, là nó được dẫn động bởi cọng sinh cam dắt vào một cái ti, thì dắt vào một cái ti để kéo cái bơm nhớt ở bên này. Đây, dắt vào cái kéo cái ti để kéo cái bơm nhớt bên này. Đây là cái bơm nhớt anh em. Thì bây giờ do là cái dên này lên thành cây dên lớn, thì cái ti này nè, cái cây ti anh em đang thấy nè, nó sẽ đụng vô cái búa dên. Nó đụng vô cái búa dên thì không có sử dụng được, cho nên là buộc lòng mình phải lên một cái lốc gọi là lốc bơm nhớt rồi. Thì đây, để lên cái lốc bơm nhớt rồi á, thì mình đầu tiên là mình cần có một cái lốc của 110 và có cái bơm nhất rời. Thì cái bơm nhất rời này nó sẽ dẫn động bên này luôn, dẫn động bằng cái nhông kiềng của cái dên bên cái phần này, nó không có cần kéo ti từ ở đây qua nữa ha. Nó bít cái lỗ rồi, nó không có ti từ đây qua nữa. Rồi mình sẽ bỏ cái đó, thì thay thế bằng cái bánh răng bơm nhớt ở bên sinh cam á, thì mình sẽ có cái bánh đỡ sinh cam như vậy. Thì cái bánh đỡ sinh cam này của 110 thì ở đâu cái tiệm phụ tùng là nó cũng có bán hết á. Đây là bánh đỡ sinh cam 110. Rồi ngoài ra thì đây là cái nhông để truyền tải, mà cho anh em coi cái nhông mà để truyền tải lực kéo cái bơm nhớt đó. Thì lát nữa mình sẽ gắn vô cây dền ha, để cho nó kéo bơm nhớt. Rồi xong rồi, giờ mình tiến hành mình ráp nha anh em. Đầu tiên thì mình thả cái dền vô sát lốc luôn ha. Kiểm tra cái dền nó phải vô sát lốc nha, đúng chiều ha. Bên kia là bên lửa, rồi sát lốc rồi nè anh em. Rồi ha, cái dơ nó đã nằm sát cái lốc. Bây giờ mình tiến hành mình bộ số thì kiểm tra, mình đã hướng dẫn cách ráp bộ số rồi, kiểm tra lông đền xe ắc đầy đủ rồi mình bỏ vô. Đây nó còn dính cái khâu nhựa của bên nồi nè, thì mình để nguyên đi luôn, mình không có tháo ha, với cái mặt đạn luôn. Rồi trước khi bỏ bộ số thì mình sẽ cho cái mặt đạn một xíu nhớt. Rồi mình sẽ cho mặt đạn xíu nhớt, đồng thời thì khi bỏ bộ số thì mình sẽ bỏ nguyên cụm luôn. Mình bỏ nguyên cụm, cái này là cái mặt của cái báo số nè, nó sẽ quay về phía bên mâm điện. Cái mặt này là bên nồi, là của cái bông sao kéo số đó, thì nó quay về bên bộ phận bên nồi. Rồi xác định vị trí của cái trục số xong rồi, vị trí của heo số xong thì mình để con heo số vô đúng vị trí của nó thôi. Rồi mình cho nó vô xe. Thì do mọi người thuận tay nào, với lại cái cách làm của mỗi người khác nhau thôi. Thì nhớ là khi mà mình bỏ vô thì đừng có để nó rớt những cái phe, những cái lông đền ra ngoài. Rồi khi bộ số mà nó vô đúng vị trí á, là cái cần chặn số 4 này nè, nó phải chui vô được cái khớp này, nó phải ngay giữa cái khớp này nè, để nó chịu là số 4, không cho về không ha. Rồi giờ mình sẽ thử số nè. Đây là vị trí số 0, cốt nồi quay, cốt nhông không quay. Vị trí số 1 bắt đầu quay nè, cốt nồi quay, cốt nhông quay nè. Vị trí số 2, cốt nồi quay, cốt nhông quay. Vị trí số 3, cốt nồi quay, cốt nhông quay. Vị trí số 4 chịu vô đây đó. Rồi đây là vị trí số 0, mình sẽ để cái bộ số này ở vị trí số 0 ha. Sau đó mình sẽ tiến hành mình úp cái lốc giữa lại. Thì nếu mà các bạn không có tự tin vô cái mặt tiếp xúc của cái lốc á, thì mình có thể dùng keo ở cái phần lốc giữa này
Còn với mình thì mình khi mà mình làm thì mình đã cạo sau ron khi, thả bộ số cây dên và cái ron vô thì mình sẽ tiến hành mình canh chỉnh xong mình sẽ bỏ cái cốt giò đạp vô. Thì cốt giò đạp đó, cái phần này á, là nó chỉ có cái que ở đây thôi, cũng như quay đi bình thường thôi, thì cứ thả nó vô ngay cái cửa này là được. Rồi mình cho nó vô ngay cái mương của cái chịu cái que giò đạp. Rồi sau đó mình kiểm tra, mình đạp thử coi xoay nhông nè, rồi trả lại là nó lên xuống. Giờ mình tiến hành mình bỏ cái lóc giữa vô. Thì với mình thì cái bộ phận lóc giữa với lại một số cái ron trên xe thì mình ít có xài keo lắm, trừ khi nào mà cái lóc nào nó quá dập, nó quá tệ á, thì cái đó mình mới sử dụng keo thôi. Còn lại đa phần hầu như là mình chỉ dùng ron thôi. Sau khi vô đều mấy cái lỗ này rồi thì mình xiết ống lóc lại là được rồi. Tiến hành mình xiết đều ốc máy lại, cũng như mình hướng dẫn anh em trong những cái clip khác thôi. Gá đều xong rồi xiết chéo là nguyên tắc xiết hai mặt lóc. Đây là cái lông đền báo số. Thì cái lông đền này nó sẽ có một cái chốt để gài vô cái mương của cái báo số. Nếu mà xe nào anh em xài cái báo số thì anh em gắn lại, còn xe nào không xài thì kiếm miếng lông đền dày thay thế vị trí này là được rồi. Thì mình sẽ bỏ làm sao mà cho cái chốt này nè, cái cạnh này nè, đó, cái cạnh này nè, nó vô trong cái mương của cái con heo số là mình bỏ đúng. Rồi đó, nó vô đó. Thì mình tiến hành mình lấy ốc lục giác, mình bắt lại cái phần này là xong. Đầu tiên trước khi ráp nồi vô thì mình sẽ ráp những cái bộ phận liên quan vô trước. Thì mình những cái chốt này là bên lốc cũ mình lấy qua ha, mình lấy qua rồi mình xiết cứng nó lại thôi. Mình cho cần số vô trước rồi. Đây có 5 cái chốt, 5 cái chốt lớn và 2 cái chốt nhỏ. Thì 5 cái chốt lớn là nó sẽ nằm xung quanh vị trí 5 cái số ở trên bung sao. 5 cái chốt lớn và 2 cái chốt nhỏ. Một đó thì 5 cái chốt lớn nó có một cái chốt ngắn. Thì trong cái vị trí này nè, nó sẽ có một cái chốt ngắn. Anh em cứ nhìn thẳng vô thì mình sẽ thấy một cái lỗ nó cạn á, thì mình bỏ cái chốt ngắn vô. Còn lại là nó xài chốt dài hết. Rồi, mình bỏ những cái chốt nhỏ này vô. Thì khi mà rã ra thì những cái này mình bỏ trong cái vô lăng á, cho đừng có thất lạc. Rồi sau đó mình tiến hành mình cho cốt cần số vô. Mình bỏ cốt cần số vô vị trí trước. Vậy thì nó dễ hơn. Mình cho nhớt lên cốt cần số trước ha. Rồi đó thì mình bỏ cái cần số vô đây. Sau khi bỏ cần số vô thì mình sẽ gắn cái bông chịu số á. Cái bông chịu số này, cái bánh xe chịu số này, vị trí của nó nằm đây. Mình cũng tháo từ lốc cũ ra. Còn nếu mà trường hợp mà xe anh em làm máy thì cái này cũng không tháo ra làm gì, cứ để nguyên trong lốc rồi rửa sạch là được rồi. Còn nếu như mình có thay cái lốc bơm nhớt thì mình mới dời cái càng này qua.
cái càng này nó cũng có hư hỏng lắm, cái viên bi trên đầu nó cũng khó hư lắm. Rồi mình bỏ nó vô ngay vị trí chịu lò xo lại, sau khi mình bắt xong thì mình thử coi là nó có xây được hay không đó. Nếu mà nó về là đúng nè mấy bạn ha, nó xây được về là đúng. Rồi sau đó mình ở đây nó có cái lồng đờn, cái lồng đờn này anh em nhìn kỹ nè, hai cái lò xo này, hai cái lỗ này nó lệch lệch tâm, thì cái phần lệch tâm nó cũng tương xứng với cái lỗ ở trên này luôn, nó cũng sẽ lệch tâm nha anh em. Đó. Nếu anh em mình mà gắn bị ngược á là nó sẽ không vô được đâu. Rồi sau khi bỏ cái đó thì trên cái lỗ của cái ngôi sao chia số nè nó cũng là tâm luôn. Tại thiệt ra là những cái phần này là mình đã hướng dẫn trong cái phần ráp động cơ thêm quay rồi, nhưng mà do là mình làm cái clip này thì sẵn này tới đâu thì mình nói lại luôn anh em, như ôn bài vậy đó, để anh em, những anh em mà chưa coi được cái clip cũ á thì có thể coi trong cái clip mới này luôn. Rồi gài cái bông sao này vô cứng rồi mình xây cho nó tới vị trí số 4 là nó sẽ đứng lại, nó sẽ chịu đứng lại đó. Thì tới đó mình sẽ siết cứng luôn cái con ốc này, thì đúng là siết tê á, nhưng mà ở đây mình gá thì lát nữa mình siết lại ha. Rồi đây là cái cơ cấu của cái giò đạp, thì cái giò đạp này nó sẽ chịu như vậy nè anh em, cái ngoe móc này nó sẽ chịu vô đây ha, còn cái này thì nó sẽ móc vô lóc. Thì bây giờ mình sẽ bỏ nó vô cho anh em coi nè, cái phần cạnh này nè, phần cạnh này nó sẽ được gài lại ở vị trí này, anh em mình nhìn nè, đó nó sẽ nằm ngay đây là đúng nha anh em. Rồi từ đây mình để thẳng xuống thôi, ngay cái khía của nó mình để thẳng xuống là được. Mục đích cái cơ cấu này là nó giúp cái giò đạp khi mà đạp xuống thì nó được trả về, nó trả về nó không có gây kẹt cái răng ở trong cái bộ số á, nó không có gây bể bộ số. Thì có một số trường hợp bị bể bộ số là do cái giò đạp này nó bị gãy cái lò xo nè, hoặc là nó tuột cái chốt này ra nè, thì nó không có gị về thì nó dễ bị lỡ số đó. Giờ mình đạp nè, nó trả về nè, đó đạp nó trả về là đúng. Rồi mình sẽ gài xe lại luôn để nó có một cái phe giò đạp, sử dụng kìm mở phe mình bỏ nó vô luôn là xong. Rồi coi như mình ráp xong cái cơ cấu giò đạp ha, bộ số móc số rồi mình thử nè. Giờ đây đang là có số nè, mình móc thử các số luôn đó. Rồi đây là số 0 nè, số 0 nè bạn. Đó, số 0 ha, cho nó về vị trí số 0. Còn vị trí các số khác thì móc vô là đều có cảm giác hết, vậy là mình ráp đúng. Rồi, ở đây hồi nãy mình có nói là nó có một cái nhông bơm nhớt á nè. Ha, nãy mình có hướng dẫn cái nhông bơm nhớt, thì cái nhông bơm nhớt này nó sẽ nằm đây nè. Trên cây dơ nó sẽ có một cái cạnh ngay góc này nè. Đó, thì giống như cái chốt nồi quất vậy đó. Thì mình sẽ thả cái nhông này vô ngay cái chốt đó. Rồi, nè, mình thả vô vậy nè. Nó vô sụp xuống và nó ăn vô cái nhông bơm nhớt đó, cái chốt nồi quất nó sụp vô cái mương đó, thấy không? Nó ăn như vậy là đúng. Rồi mình sẽ tiến hành mình xiết cái bơm nhớt lại nè, mình bắt nồi là xong rồi. Cứng cái cơ cấu bơm nhớt này, kiểm tra là mấy con ốc này, tại vì cái người bán người ta không có đảm bảo cho mình là nó đã ráp nó gài vô chưa. Rồi xong ha, cần số xong. Ở đây nó có một cái lồng đình nhựa nó vẫn còn nằm đây nè. Rồi mình sẽ bỏ cái lồng đình chia rồi vô đây mình cho nó ngay vị trí và cái ba chấu để giữ cái lồng đình lại. Còn ngoài ra thì trong bộ nồi này nó còn một cái miếng lồng đền nữa, miếng lồng đền dày á, miếng lồng đền dày này nè, nó nằm
cũ của nó nằm ở vị trí này nè, nhưng mà mình đã thay bằng cái nhông bơm nhớt rồi cho nên cái miếng này không cần nữa, mình sẽ bỏ nó ra, mình không xài cái nó nữa. Rồi vậy là coi như mình đã xong, thì giờ mình sẽ nói sơ qua bộ nồi rồi cái mình tiến hành mình tham láp luôn cho nó nhanh. Thì cái cơ cấu bộ nồi mình đã nói rồi, cái nồi độ thì nó lên 6 lò xo. Có một số anh em trong phần trước có hỏi là 6 lò xo bóp con ngon hơn, thì ra không phải đâu. Khi mà nó đã 6 lò xo rồi, 4 lò xo độ là anh em bóp đã rất là nặng rồi, thì 6 lò xo nó còn nặng hơn, cho nên là cái chân mình lúc nào cũng khỏe hơn cái tay hết á. Thì khi cái chân mình đạp lúc nào cũng có lực hơn. Nhưng mà cái vấn đề lớn hơn là do cái người canh 6 cái lò xo này nè. Nếu mình xài cái lò xo quá nặng á, thì cái độ bắt bố nó rất là nhanh, nó rất là bốc. Nhưng ngược lại mình qua số nó rất là nặng á, thì do người ta sử dụng cái lò xo này là loại nào thôi. Còn riêng đối với mình, 6 lò xo này mình xài 6 lò xo zin của nồi quay alpha là được rồi, là đủ lực để xe chạy rồi. Rồi giờ mình tiến hành mình tham lát, mình bắt cái bộ nồi này vô.